Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay Bồn Guitar tiếp tục về lô đàn mới để tiếp tục cho cái series đập hộp và báo giá nóng. Ok, đầu tiên thì em đập hộp cái này là một cái đàn Moritz, mã đàn là số 1, model là W18. Cái này ngoại hình còn khá là đẹp, mặt tớp, lưng và hông còn khá là đẹp. Bồn còn một hóa zin, đây này có giá em nói là 2.800.000 ạ. Tiếp theo thì là một cái đàn có mã số 9 và team đàn là Weston. Cái này thì có giá là 1.500.000. Ngoại hình thì có chạy xước theo 5 tháng. Tiếp theo là cái mã đàn số 7. Cái này là một cây AB Gut 513, giá xuất xưởng là 13.000 yên. Tem có mọc đỏ, ngoại hình thì còn khá là đẹp. Cây này có giá là 2.500.000. Mã đàn số 16, cái này team là Kiso Guitar của nhà máy sản xuất Nippon của Nhật. Thì cái này thì chạy xước theo 5 tháng, ngoại hình thì hơi xấu tí. Cái này em bán rẻ với giá là 1.250.000, dễ tiếp cận cho các bạn học sinh sinh viên bắt đầu tập chơi guitar. Cây này mã số 14, team đàn là Shinano Guitar, model No 25. Em này có giá là 2.000.000. Tiếp theo là một cây mã số 7. Cái này ngoại hình còn khá là đẹp. Cái này là đàn Martin Guitar, model No 130, có ti chỉnh chống cong cần, ngoại hình còn khá là đẹp. Cái này có giá là 2.350.000. Em này là cây đàn Yunchi Nobu Chai No model 6. Cây này nếu mà có bác anh chị nào mà yêu đàn sưu tầm thì sẽ biết cây này. Cây này là một thương hiệu khá là tốt của Nhật, cổ điển. Mặc dù ngoại hình có một chút theo 5 tháng, có hơi nứt một chút bên trái và chày chóc như trên hình em quay, nhưng ai đã chơi qua cây này thì sẽ biết được cái âm thanh của nó rất là tốt, rất là đặc biệt. Bộ khóa cũng rất là đẹp. Cái này giá của em nó là 6.000.000. Tiếp theo là một cây Suzuki màu trắng, model là F130W. Cây này có âm thanh khá là đặc biệt. Âm thanh phải nói là ngoài tầm giá. Cây này có giá là 2.350.000. Âm thanh của em nó là khá là ngoài tầm giá luôn. Giá của âm thanh nó phải của những cây như 4-5 triệu. Tiếp theo là một cây Lasit. Cây này là có mã số 5, Lasit Shinano, model No 43. Như mọi người có thể thấy trong tim, Shinano model No 43. Cái này có giá là 2.350.000. Lưng và hông là gỗ cẩm. Tiếp theo là một cây Acoustic. Cái này model đó là đàn Grand, lưng và hông vẫn là gỗ cẩm. Cái này âm thanh cũng khá là hay, mã đàn số 8. Em này có giá là 2.350.000. Gỗ cẩm thì chắc chắn là âm thanh tốt rồi. Đây là một em Acoustic. Em này là mã đàn số 11, model tem là Starfox FS250S. Cái này có giá xuất xưởng là 25.000 yên.
tương đương với những cây như là Morris Dublin 25. Cây này giá xuất xưởng khá là cao. Giá xuất xưởng của cây này là 25.000 yên. Tương đương giá xuất xưởng này tương đương với Morris Dublin 25 á. Tương đương với giá của Morris Dublin 25. Cây này giá của em nó là 2.500.000 thôi. Ở sau cần đàn phút trên thì lúc trước có lỗi nhẹ, em đã xử lý ok hết, xử lý cứng ok hết, mọi thứ ok hết. Tiếp theo là một em Acutis Zagan FF8VS. Em này thì có giá là 1.500.000. Mã số là mã số 2. Âm thanh thì cũng khá ok. Một cây Acutis mã đèn số 13. Tim đèn là guitar SK. Ngoại hình còn khá là tương đối ok. Cây này có giá là 2.000.000. Tiếp theo là một em guitar Lasit. Nhìn ngoại hình thì em này chắc chắn là một em Lasit Yamaha rồi. Mã đàn số 12. Em này là Yamaha G85D. Giá của em nó là 2.350.000. Tiếp tục một em Lasit có chỉ đầu cần, mã số 3. Tim đàn là AB G63S. Ngoại hình có theo năm tháng. Em này có giá là 2.000.000. Tiếp theo là một em Acutis Yamaha. Mã đàn là số 6. Model là FG240. Ngoại hình theo năm tháng. Đặc biệt cây này là vẫn còn một bộ khóa zin của Yamaha. Mặc dù theo năm tháng đã 40-50 năm rồi, nhưng mà vẫn còn zin nguyên một bộ Yamaha. Ít cây nào em về mà còn được nguyên một khóa zin như vậy. Giá em nó là 2.600.000. Giá khá là tốt. Tiếp theo là một em guitar Acutis. Morris model W25. Tim này có mọc nhép lai. Có mọc nhép lai khá là đẹp. Chống giả. Đàn chỉ lưng. Khóa là đã thay mới nha mọi người. Ngoài ra bên hông bên trái của đàn có một cái vết cứng nhỏ, không ảnh hưởng âm thanh. Không ảnh hưởng tới gỗ, không phạm gỗ. Vẫn còn tốt và chắc chắn. Em Morris W25 này có giá là 3.500.000. Tiếp theo là một cây guitar Acutis mã số 11. Model tim đàn là Maruha. Cây này có giá là 1.700.000. Tiếp theo là một em guitar Acutis mã đàn số 16. Vân lưng và hông là cảm ứng. Cái này là Morris W35, một em siêu phẩm. Giá của em nó là 6.000.000. Tiếp tục là một em Acutis Morris. Em này là model là W20. Mã đàn số 3, được dán canh chống chì khá là đẹp trên dưới luôn. Vẫn là lưng và hông cảm ứng. Giá của em này là 3.200.000. Tiếp tục cho series Acutis Morris. Cái này, em này là Morris W25. Em này có giá là 3.400.000. Ngoại hình còn khá là tương đối đẹp. Tiếp theo là một em Acutis
Hakotis Yamaha FG200D. Em này có giá xuất xưởng là 20.000 yên. Mã đàn số 4. Ngoại hình chạy sức theo 5 tháng. Lưng thì hơi bạc lớp BO. Em này còn một bộ khóa zin của Yamaha luôn ạ. Khá là tốt, còn khá là ngon. Em này có giá là 3 triệu. Tiếp tục là một em Akotis Morris. Em này là W25 mã số 6. Có giá xuất xưởng là 25.000 yên. Tem có mọc dép line. Em này có giá là 3.4 triệu. Tiếp theo là một em Zagan. Em này là mã số 9. Em này thì ngoại hình còn khá là đẹp, đẹp hơn cái Zagan trước. Giá của em đó là 1.7 triệu. Một em Akotis mã số 10 Hamot. Ngoại hình còn khá là tương đối đẹp. Em Hamot này có giá là 1.8 triệu. Tiếp theo là một cây Vitalaxis, tầm chung cho học sinh sinh viên có thể tập chơi khá là ok. Mã đàn số 17, modem tiêm đàn là Paramount. Cây này giá em nói là 1.350 triệu, còn khá là ok. Tiếp theo là một em đàn Akotis, mã đàn số 8. Model tiêm đàn là Guitar Boy. Cái này mặc dù ngoại hình còn hơi bụi trần nhưng mà quý cô chú anh chị có thể thấy tìm cái nang đàn khá là tốt, âm thanh chất đàn của những năm 70 còn khá là tốt. Cái này giá của em nó là 2.350 triệu.